của chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC có phần trình bày của sứ ngôn viên Bảo Khanh và Tuyết Nha. Thưa quý vị, máy bay hạ cánh an toàn tại Australia sau khi bộ phận hạ cánh đã bị hư hỏng. Chiếc máy bay chở ba người hạ cánh khẩn cấp tại phi trường Newcastle tại Australia vào thứ hai đầu tuần khi máy móc bị hư. Phi công cho biết bộ phận hạ cánh máy bay bị hư sau khi khởi hành chuyến bay tới cảng Mercury vào sáng sớm thứ hai. Máy bay phải bay vòng quanh khu vực Newcastle đốt nhiên liệu 4 tiếng đồng hồ trước khi hạ cánh an toàn. Đây đã trở thành chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên những trang web theo dõi chuyến bay lớn vào sáng đầu tiên của tuần lễ khi nhiều người hồi hợp cập nhật diễn biến. Máy bay nhỏ này hạ cánh khẩn cấp thành công mà không cần hạ càng xuống phi trường Newcastle tại New South Wales với sự trợ giúp từ uh, uh, nhà chức trách sau khi hạ cánh an toàn phi công và hai hành khách bao gồm người đàn ông 60 tuổi và phụ nữ 65 tuổi không bị thương. Trước đó, nhà chức trách chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra, hỏa hoạn, với đội cứu nạn nhiều xe cứu hỏa, cảnh sát, cơ quan dịch vụ khẩn cấp tiểu bang và xe cứu thương tập trung tại phi trường. Một phường, một phòng điều hành cũng đã được thiết lập gần đó để hỗ trợ máy bay. Phi trường Newcastle đóng cửa trong 24 tiếng đồng hồ để sửa chữa hậu quả. Truyền thông cho biết đây là máy bay Beechcraft Super King Air B200. Trẻ em Ukraine học dưới lòng đất tại trường học hoàn toàn dưới lòng đất đầu tiên của đất nước. Trường học ngầm đã được xây dựng có mục đích đầu tiên của Ukraine, đã mở cửa đón học sinh ở Kharkiv, là thành phố lớn thứ hai của đất nước vào hôm thứ Hai, ngày 13 tháng 5. Nằm dưới lòng đất 6 m trường học được thiết kế để chứa 900 học sinh sẽ được dạy theo 2 k Giáo viên và phụ huynh hy vọng là trường học hầm hố sẽ bảo vệ cho các trẻ em khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hàng ngày, đồng thời cũng cho phép các hoạt động giáo dục không bị gián đoạn trong ngày học. Kharkov thường xuyên là mục tiêu của tên lửa, máy bay không người lái và pháo binh của Nga. Đối mặt với mối đe dọa tấn công liên tục, thì các trường học trong khu vực khoảng 2,5 triệu dân giáp với biên giới với Nga buộc phải học trực tuyến sau cuộc xâm lược của Điện Kremlin vào hồi tháng 2 năm 2022. Marina Bricodov là một bà mẹ hai con đã cho biết là các cô đang háo hức chờ đợi ngày học đầu tiên đến trường. Con gái lớn của tôi, một học sinh lớp 3, nóng lòng muốn đến đây, diện đồ đẹp để đi dự dịp này, gặp gỡ những người bạn mà nó rất là nhớ. Microsoft đầu tư 4 tỷ euro vào Pháp. Chủ tịch Brad Smith tuyên bố công ty khổng lồ công nghệ và software Microsoft đầu tư 4 tỷ euro, tức là khoảng 4.3 tỷ Mỹ Kim vào Pháp trong hội nghị thường đỉnh kinh doanh chọn nước Pháp hàng năm. Ông Smith đã nói phần lớn số tiền đầu tư này tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI và Microsoft sẽ thành lập một trung tâm dữ liệu tại thành phố Morehouse của nước Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thăm văn phòng Microsoft tại isle les ngoài ô Paris, cho biết khoản đầu tư này nói lên niềm tin của Microsoft vào chiến lược AI. Ông Smith đã nói Microsoft ủng hộ nỗ lực thúc đẩy chủ quyền công nghệ của Âu Châu của ông Macron. Người dân Cambodia nói Việt Nam đóng đập thủy điện, Sen San Yoli gây thiếu nước. Người dân từ gần 60 làng hạ, hạ lưu của sông Mekong của, ở Cambodia đang kêu gọi các giới chức của nước này can thiệp giúp cho họ sau khi Việt Nam đóng đập thủy điện Sinsan Yali gây ra khô hạn. Những người dân địa phương ở Cambodia đã nói với RFA rằng mực nước ở dòng sông Sisan là một nhánh của sông Mekong đã giảm xuống gây thiếu nước cho các làng, ảnh hưởng đến việc đánh bắt cá và môi trường sinh thái ở dòng sông, gây ra tác động xấu tới ngành du lịch. Có tổng cộng là 57 làng ở Cambodia thuộc tỉnh Ratanakiri bị ảnh hưởng. Người dân ở đây cũng đã kêu gọi chính phủ nói chuyện với phía Việt Nam để giải quyết vấn đề này. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân nào vì sao Việt Nam dừng dòng chảy qua đập Sen San Yali như là người địa phương đã cho biết, điều này vẫn thường xuyên xảy ra. Người dân Cambodia cũng cho biết thêm là các giới chức của nước này hiện chưa làm gì để giải quyết vấn đề. RFA thì hiện chưa nhận được phản hồi nào từ chính quyền của Ratanakiri là Bộ Nguồn Nước và Khí tượng Cambodia và các đại sứ quán của Việt Nam tại Cambodia. Việc Việt Nam xây dựng đập thủy điện Sison Yoli và các đập khác trên dòng Sison các năm trước đây đã gây ra phản ứng giận từ chính phủ Cambodia vì lo ngại về những ảnh hưởng đến hệ sinh thái của dòng sông. Cảnh sát Sài Gòn triệu tập hiệu trưởng các trường mua thiết bị của công ty AIC. Rất nhiều hiệu trưởng, nguyên hiệu trưởng các trường trung học phổ thông ở Sài Gòn đã bị giới chức thành phố triệu tập cung cấp tài liệu lời khai liên quan tới những gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục từ công ty AIC do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch. Đây là công ty vướng vào một loạt những vụ án vi phạm đấu thầu đưa hối lộ tại nhiều địa phương. Bản thân bà Nhàn bị tuyên 40 năm tù trong hai vụ án khác nhau tại hai địa phương và hiện nay bà đang bỏ trốn. Báo giới ngày 13 tháng 5 cho biết cảnh sát thu thập thông tin chủ yếu liên quan tới việc AIC bán thiết bị máy bảng tablet thông minh trang bị cho phòng học. Những gói thầu mua sắm được ngân sách thành phố chi 50% còn lại là xã hội hóa. Tất cả những gói thầu được các trường thanh toán xong sau khi được ngân sách thanh toán 50% vào cuối năm 2013. Hồi cuối năm 2022, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức ra soát những hồ sơ thực hiện gói thầu mua sắm tài sản trang thiết bị do AIC và đơn vị thành viên cung cấp cho 91 trường học trong thành phố. Giai đoạn kiểm tra được biết kéo dài từ năm 2011 cho tới 2022. Bán đàn Guitar Wonderful Tonight của Eric Clapton bao gồm cả vết bỏng thuốc lá. Kính thưa quý vị, cây đàn Guitar Acoustic mà các nhà đấu giá đã cho biết Eric Clapton đã sử dụng để sáng tác bản ballad đình đám Wonderful Tonight đã được bán đấu giá vào hồi tháng, vào tháng tới với giá khởi điểm lên tới là 500.000 Mỹ Kim. Trong số các dấu hiệu à, phân biệt được liệt kê của nó là vết cháy trên đầu đàn do thuốc điếu thuốc lá của ông Clapton mắc kẹt dưới dây để lại. Nghệ sĩ guitar, người đã biểu diễn cùng với nhóm R&B, người Anh Quốc là The Yardbirds vào đầu những năm 1960. Sau đó với Joe Mayer và The Blue Breakers, các siêu nhóm Cream and Ply Fate, Derek and the Dominos và với tư cách là một nghệ sĩ solo đã mua cây đàn này vào giữa những năm 1970, nhà đấu giá Bohams đã cho biết. Và Bohams cũng cho biết thêm là ông đã sử dụng nó để sáng tác các bài hát, trong đó có bản hit vào năm 1977 về người mẫu Petty Boys theo huyền thoại nhạc rock anh đã viết wonderful tonight khi đang đợi cô chuẩn bị cho một bữa tiệc Thưa quý vị và bản tin vừa qua cũng tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC với phần trình bày của sư ngô viên Bảo Khanh và Tuyết Nha. Chúng tôi xin nhân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết xin mời quý vị liên lạc về 7148925717. Quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Và xin chúc cho quý vị có một ngày an lạc và hạnh phúc. Xin ái kính chào quý vị.